Chuột ơi, chuột, con quay vô nè, đi, con đi đâu? Nè nè, con đi đâu con nói cho bà nghe coi. Con đi chơi. Con đi chơi ở đâu nè? Đi chơi ngoài, đi ngựa đó. Đi ngoài xe ngựa đó hả? Đó, chuột chuẩn bị sẵn đi chơi đó cả nhà ơi. Ê, giật. Chuột chuẩn bị sẵn đi chơi đó. Đi chưa con chọn bà đi, con hello đi. Con hello đi. Hello, Ngọc Nhiệu quay lóc xin chào cả nhà. Con chào cả nhà đi. Chuột chào cả nhà. Chuột chào cả nhà. Con chào các ông bà. Chào các ông bà. Chào ba ba. Chào cô chú. Chú. Anh chị. Và các bạn. Con mời cả nhà bữa nay đi chơi với con. Đúng không? Đi chơi. Bữa nay con đi chơi dạo Tết, đi coi chỗ mấy cái chỗ bán hoa. Và đi đâu nữa nè? Đi nhúng. À, chở chuột rồi đi xe ngựa. Đi ngựa mà ơi. Đi xe ngựa ông bà ơi. Cắn. Thôi đừng có cắn. Chuột còn đợi cha, cái cha chở chuột đi phải không? Ai chở chuột đi? Nghe được đi chơi mừng lắm cả nhà. Chợ mừng lắm, nó hối nãy giờ không kịp với nó. Thôi cả nhà chờ chút xíu nữa rồi em sẽ đi tới chỗ chơi rồi em sẽ quay cho cả nhà xem cho chuột cái nay nghe chuột cả nhà. Cút hà. Đây, chuột quên nữa, chuột con đứng lên con lắc bông cho chồng bà cô chú coi rồi con lắc sao. Quay đứt qua. Đâu con lắc đứt rồi. Đứng lắc đứt gì. Quay đứt lại. Đây nè, quay đứt lại nè, nó rồi lắc rồi. Lắc sao? Lắc. Nè, mẹ nói con nghe nè, cả nhà coi cái bông này nè cả nhà. Cái bông này nè, cái mai nè của cha nó mà nó đòi lật bông hoài luôn á. Nè mẹ nói con nghe nè, phanh tay lại. Chuột phanh tay lại nghe mẹ nói nè, phanh tay lại. Phanh tay lại. À. Ừ. À, đây nè mẹ nói con nghe nè, con không có được phá bông này của cha nghe chưa? Nghe chưa? Bông này bông mai để chân Tết, cái chạy đâu vậy? Bông mai để chân Tết. Đó, cha đừng vận đồ rồi cả nhà. Mới đòi lật bông của cha nữa đó. Đó, cái đầu lên xe nhảy vậy nè. Quà điện anh thấy chưa? Quên rồi. Rồi đó. Ủa cha. Mới chuẩn bị đi chơi thôi mà uống nhốn nháo làm gì đó. Để cha thay đồ nữa rồi đi. Rồi thôi nè, chuột ơi. Rồi. Đó. Nó đi chơi nè. Rồi chưa, lái xe được chưa? Rồi, đồ chơi của chuột nè cả nhà. Đồ chơi của chuột, chuột nó quăng đầy nhà luôn đó cả nhà coi nè. Đó. Đồ uống nó qua hổng là có ông này tao nói rồi nha, qua ăn đã rồi đâu có về không muốn đi nào chứ qua đây đồ uống nó lọc đó. 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 Rồi lái xe gì được chưa? Ơi cái banh xe nó chơi vậy đó cả nhà. Nè áo phù thủy đó nè ha, rồi súng đó nè ha, rồi cái nè con này con kia rồi chú dạ. thôi nín con được tự làm bị cắn rồi. dặn rồi đó. Ê, đừng có đạp lên cái chai nước của mẹ. Mẹ mở ra nước mẹ ơi. Thôi không mở đâu, thôi ôm. Ôm kêu coi kìa, ôm kêu cha mẹ mới cho nó sợ. Thôi nè, giờ đi nè, cái bà ông bà đi. Bắt tay bà. Nè nè, giơ tay lại, giơ tay lại, cái bà ông bà.